Chiếc thẻ đỏ của trung vệ Andreas Christensen nhận cuối hiệp 1 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, khiến Chelsea thua Liverpool 0-2 trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 2 ngoại hạng Anh. Chelsea có thể chấp nhận trận thua, như huấn luyện viên Lampard nói, xui rủi, chiếc thẻ đỏ đã quyết định tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, theo báo chí Anh thì vấn đề chưa hẳn xảy ra như vậy, nếu huấn luyện viên Lampard có một sự lựa chọn khôn ngoan hơn ở đội hình xuất phát với hàng thủ chắc chắn hơn cùng hàng tấn công linh hoạt với ngôi sao đắt giá Kai Havertz được đặt ở vị trí sở trường tiền vệ trung tâm thay vì bó hẹp ở bên phải. Mảnh ghép Thiago tăng sức mạnh cho Liverpool. Tân binh Thiago Alcantara từ Bayern Munich chuyển đến đã mang lại cho Liverpool sự mới mẻ và khác biệt trong chiến thắng trước Chelsea. Thiago đã thực hiện 75 đường chuyền thành công trong 45 phút có mặt trên sân, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trong 45 phút kể từ khi Premier League bắt đầu tổng hợp dữ liệu ở mùa giải năm 2003 đến năm 2004. Thiago rảo bước trên sân Stamford Bridge như thể anh đã làm chủ nó, điều khiển lối chơi như thể anh đã chơi ở Premier League trong nhiều năm. Chẳng những tạo ra tác động ngay tức thì với khả năng chuyền bóng và nhận thức của mình, Thiago cũng ngay lập tức thay đổi cách chơi của Liverpool, góp phần tạo nên khả năng cầm bóng vượt trội đối thủ như những gì Man City đã làm dưới thời huấn luyện viên Guardiola. Với Thiago ở trung tâm hàng tiền vệ, giờ đây Liverpool có thể yên tâm tiếp tục chinh phục đỉnh cao giải ngoại hạng Anh và Champions League. Trần tôn việc huấn luyện viên Lampard tiếp tục chọn trung vệ Christensen hay mắc lỗi, không thực sự ăn ý với thủ môn Kepa và người đá cặp là Zuma gây bất ngờ lớn, vì trung vệ khác là Rudiger giàu kinh nghiệm và thi đấu an toàn hơn đã trở lại thì không được chọn. Sự tính toán các đối tác ở vị trí trung vệ rất bất nhất này của huấn luyện viên Lampard một lần nữa tái hiện những trận thua đậm của Chelsea như ở mùa trước. Cựu danh thủ Ashley Cole và huấn luyện viên Jamie Redknapp bình luận trên kênh Sky Sport cùng nhận định sơ đồ 4-3-3 và cách bố trí nhân sự của huấn luyện viên Lampard đã không đạt hiệu quả làm hạn chế khả năng tốt nhất của ngôi sao tấn công Kai Havertz. Trong khi Timo Werner chỉ nỗ lực cá nhân hơn là có cơ hội từ đồng đội tạo ra, Chelsea đang chi tiêu mua sắm cầu thủ mới rất nhiều tiền, đến nay tăng lên 250 triệu bảng, sau khi vừa bổ sung thêm thủ môn Edouard Mendy từ Rennes, nhưng nếu cứ sắp xếp loay hoay không phát huy được năng lực tốt nhất của những con người đang có trong tay thì coi chừng Chelsea sẽ lại theo vết xe đổ mùa rồi.